Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn số tự động màu đỏ tươi. Thì trong video này em xin phép cập nhật đến quý anh chị chính sách giá cũng như là những màu xe sẵn giao của chiếc Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn. Và lô xe Creta hiện tại là lô xe nhập khẩu cuối cùng của Hyundai thành công. Sắp tới thì nhà máy sẽ chuyển sang lắp ráp. Và dĩ nhiên có những anh chị thích những cái dòng xe nhập khẩu và ưa chuộng nó hơn thì đây sẽ là những cái cơ hội cuối để anh chị có thể sở hữu cho mình một chiếc xe nhập khẩu bán chạy trong phân khúc xe CUV hạng B. Thì với mức giá niêm yết đó là 640 triệu thì hiện tại đại lý bên em đang giảm cho quý anh chị nó khoảng 38-40 triệu và có tặng cho quý anh chị đó là phim kích nhiệt Nissan của Mỹ bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng da. Đó. Với giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì vào khoảng 667-668 triệu. Thời điểm tháng 4 này thì nhà máy có tặng thêm cho quý khách hàng sở hữu xe đó là chiếc cam hành trình 2 mắt với chất lượng 2K, trị giá đâu đó khoảng gần 10 triệu đồng. Trên chiếc Hyundai Creta này thì sẽ có những công nghệ nổi bật như là hệ thống đèn tự động, rồi đèn LED định vị ban ngày cho cả 3 phiên bản. Trên phiên bản tiêu chuẩn này thì bên em có đó là công nghệ đèn bi halogen kiểu chiếu projector. Đến phần lốp xe thì được trang bị cả 3 phiên bản đều là la răng với kích thước đó là 17 inch. Tuy nhiên phiên bản tiêu chuẩn này thì đó là la răng đúc, còn trên phiên bản đặc biệt và cao cấp thì được trang bị đó là la răng phay và được sơn bóng cực kỳ là thể thao. Đến phần gương chiếu hậu xe thì được tích hợp xi nhan kèm công nghệ gập điện chỉnh điện. Phần tay nắm cửa của xe được mạ chrome, có nút bấm mở khóa. Đến phần nội thất thì xe được trang bị với hai tông màu nội thất đó là màu đen và màu trắng kem. Trên bản phiên bản tiêu chuẩn này thì bên em chỉ có đó là 6 loa thường, còn phiên bản đặc biệt và cao cấp thì bên em được trang bị cho xe đó là 8 loa bông, giúp anh chị nghe nhạc âm thanh sống động và trung thực. Trên chiếc vô lăng bọc da này, bốn chấu này thì sẽ có những cái phím đó là đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, rồi điều khiển tìm kiếm bằng giọng nói. Trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này thì với kích thước đó là 10,25 inch thì sẽ có tích hợp Google Maps và kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Google Maps bên em thì sẽ có cái công nghệ đó là cảnh báo tốc độ tối đa, rồi thì công nghệ cảnh báo cái đường dành cho người đi bộ cũng như là cam phạt nguội. Điều hòa của xe thì được trang bị điều hòa chính cơ, khác với cả phiên bản đặc biệt và cao cấp là điều hòa tự động. Trên cả 3 phiên bản thì cũng được trang bị đó là phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold. Đó. Thì trên chiếc màn hình đa thông tin này thì cả 3 phiên bản là đều được trang bị. Ghế da thì của phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt thì được trang bị với ghế da màu đen và ghế da nhẵn không có lỗ. Còn trên phiên bản cao cấp của bên em thì sẽ tích hợp những công nghệ như là làm mát hàng ghế phía trước, cho nên ghế da của bản cao cấp sẽ là ghế da có lỗ. Cùng đến với phần hàng ghế thứ hai của xe thì xe được trang bị, anh chị có thấy với hàng ghế thứ hai rất là rộng, hầu như là rộng nhất phân khúc với độ ngả lưng ghế tốt, kèm theo những cái công nghệ như là cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau này, rồi thì là cổng sạc cho các thiết bị điện tử giúp cho quý anh chị đi đường được giải trí tốt hơn. Có những cái hộc để đồ cũng rất là thiết kế rất là logic và tiện lợi. Đến phần đuôi xe thì anh chị có thấy xe được trang bị đó là cụm đèn hậu sáng LED kèm theo camera lùi và 3 cảm biến lùi. Về phần tiêu hao nhiên liệu thì xe được trang bị với động cơ 1.5 lít công nghệ Smart Trim thì cho tiêu hao nhiên liệu với đường ngoài đô thị là 5,2 lít, đường trong đô thị là 7,5 lít và đường kết hợp là 6,1 lít.
Cốp xe thì cũng được trang bị với thể tích rất là rộng. Đó là một trong những cái lợi thế của Creta. Do anh chị có thể mang được nhiều hàng hóa cũng như là đi du lịch rất là để được nhiều hành lý hơn. Đó. Động cơ của xe thì là động cơ 1.5 lít với công nghệ Smart Trim, là công nghệ hiện đại nhất và giống như đàn anh Tucson và Santa Fe. Hệ thống dẫn động của xe thì là dẫn động cầu trước kèm theo hộp số IVT bằng dây đai xích rất là bền. Xe bên em thì bảo hành cho quý anh chị là 5 năm hoặc là 10 vạn km. Rồi, em xin đính chính lại là bảo hành 5 năm hoặc 10 vạn km. Với mức lãi suất cho anh chị vay trả góp thời điểm hiện tại đó là rơi vào khoảng 0,8 đến 0,9% một tháng. Tối đa là 80% giá trị xe và thời gian vay cho anh chị giải đều từ 2 đến 8 năm. Thì anh chị quan tâm đến chiếc Creta này thì bên em cũng sẵn những cái màu xe như là màu đỏ, màu đen, giao ngay và màu trắng thì một số phiên bản bên em cũng có. Thì anh chị quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị vào trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.